Phát huy sức trẻ tinh thần tình nguyện của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên các đơn vị, báo người lao động, Tổng công ty du lịch Sài Gòn, bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp thực hiện chương trình tuổi trẻ tình nguyện nơi xã đảo tại tỉnh Bến Tre. Chung tay chia sẻ khó khăn hỗ trợ người dân xã Hưng Long, Đoàn thanh niên Sài Gòn Tourist Group trao tặng 20 phần quà cho hộ gia đình chính sách, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức khám phát thuốc miễn phí cho bà con địa phương, đồng thời ký kết hỗ trợ chính quyền xã Hưng Long về việc nâng cao chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ của trạm y tế xã. Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 lá cờ tổ quốc cho huyện đoàn Rồng Trôm và một TV 55 inch cho trường trung học cơ sở Hưng Phong, xã Hưng Phong. Thời gian sắp tới, đoàn tổng công ty du lịch Sài Gòn sẽ có nhiều chương trình thiết thực hơn nữa gắn liền với việc hỗ trợ cho bà con vùng sâu vùng xa, biên giới biển đảo của Tổ quốc. Dịp này, đoàn thanh niên các đơn vị cùng tham dự lễ ra mắt đường cờ Tổ quốc tại ấp Hưng Phú, xã Hưng Phong. Công trình này không chỉ làm đẹp đường làng, ngõ xóm mà còn khơi dậy lòng yêu nước, khích lệ tinh thần đoàn kết trong đoàn viên thanh niên và nhân dân để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.